X cũng vừa mới có một AI riêng của X là XGraph. Thì mình nghĩ là những cái sụt giảm số lượng người dùng hoặc là sụt giảm định giá chỉ là một bức tranh xấu trong ngắn hạn thôi. Còn về việc dài hạn, Elon Musk có biến cái vision của mình thành hiện thực hay không thì mình nghĩ là vẫn potential. Một công ty vừa sa thải 80% nhân viên mà số lượng user giảm 16% thì với em đôi khi nó là một điểm tốt. Các analyst hỏi kiểu số liệu của Tesla và Elon Musk trên earnings call, nói là kiểu boring question next ấy, kiểu là không quan tâm gì đến số liệu của công ty mà kiểu tập trung nhiều vào về vision và execution. Anh nghĩ là Elon thì sẽ mạnh về những cái khoản đấy, và at the same time thì chắc là cần phải có một cái finance partner mà make sure là the company is still viable để không bankrupt trước khi mà execute được cái vision đấy. Hiện giờ thì Tesla đã có vẻ như là đạt được cái giai đoạn đấy. Thì bây giờ cái gọi là appetite cho cái việc đầu tư vào an ninh quốc phòng và những cái startup về defense rồi là hardware deep tech như này ngày càng được nóng lên, và thậm chí là như SpaceX, Elon Musk là một trong những founder một startup gọi là bán nhiều hơn cho government, nghĩa là chính phủ Mỹ hoặc là đồng minh của chính phủ Mỹ. Anh nghĩ là successful của cái startup này phần lớn sẽ phụ thuộc vào cái upcoming election, tùy xem là successful của Republican Party và push được cái agenda của Republican Party sau cái election tiếp theo có đối chọi được Biden hay không. Nhưng mà nếu mà Biden tiếp tục tại vị và stay in power thì chưa chắc startup này có thể make new highs và continue để mà dominate ở Mỹ. Chào mừng khán giả quay trở lại với chương trình Forward Việt Nam Podcast. Thì bọn mình đang chat về cái việc là chạy marathon, giải chạy của thành phố New York tại Mỹ. Thì hàng năm thành phố New York thì đều tổ chức một cái giải chạy marathon là chạy 42 cây. Thì Valerie cũng đang kiểu ấp ủ giấc mơ được đi tham gia cái giải chạy đấy, tại vì mình vừa mới đăng ký cái giải chạy half marathon là 21K2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì dạo gần đây thì mình cũng đang gọi là tập luyện khá là chăm chỉ cho cái giải chạy này, thì nên là cũng muốn là năm sau gọi là nâng cấp từ half marathon lên full marathon, và cũng đang rất là háo hức là không biết là mình có tham gia được cái giải full marathon hay không. Thì chỉ mới giải thích là kể cả có chạy được thì cũng chưa chắc là đã tham gia được cái giải đấy, vì là có rất nhiều cái requirement, ví dụ như là phải tham gia nhiều giải chạy trước này, rồi là phải gọi là ủng hộ cho cái những cái non profit mà được cái giải chạy đấy công nhận thì mới được vào chạy, chứ không phải là cứ thế mà đăng ký mà là được chạy. Thì mình cũng hơi bất ngờ. Nói chung số lượng có hạn là requirement mà kiểu mấy cái giải chạy mà được tiêu chuẩn quốc tế với cả được công nhận quốc tế thì chắc cái requirement nó sẽ cao hơn, tại vì mấy cái giải này tại vì nó là được công nhận quy mô toàn cầu ấy, xong rồi nó sẽ có một cái mạng lưới liên kết tất cả các giải với nhau, đâm ra là sẽ có những người mà người ta yêu thích cái bộ môn chạy ấy, người ta sẽ rất là dedication và người ta sẽ train gần như là rất là nhiều năm để mà người ta có thể thu thập được hết những cái huy chương từ những cái giải chạy top đầu thế giới mang quy mô toàn cầu ấy. Vào định em chạy half marathon trong bao lâu? Thời gian thì chắc là 2 tiếng thôi, tại vì cái tốc độ của mình cũng khá là ổn. Nhanh phết. 2 tiếng half marathon là nhanh phết luôn ấy. Thôi trộm vía, ai biết được hôm đến hôm đấy có vấn đề gì không. Hôm nào em chạy 12 cây và cũng hết 1 tiếng rưỡi. Mình nghĩ là kế hoạch là nên là Chí và Vũ về Việt Nam, sau đấy là cả nhóm mình đi marathon cùng nhau. I'm not doing a marathon. Biết. Okay, thấy lý do mọi người đăng ký marathon là bởi vì những người mà đăng ký half marathon xong rồi kiểu feel like unfulfilled and they want to check the box and they do full marathon. Anh Vũ đi half marathon chưa? Chưa. Nhưng mà I signed up and I got COVID the week of the race. Let's do and half then marathon. And then after that I never got serious about training again. Thế thì mình đổi sang half marathon cũng được. Okay, bây giờ nhóm mình là kỷ niệm 1 năm anniversary đúng không? Không ngờ là cái podcast này kéo dài được đến 1 năm. Bây giờ phải làm một cái gì đấy rất là kiểu thử thách bản thân hơn ấy. Nhưng mình nghĩ là nhóm mình tham gia một cái giải half marathon cùng nhau. Sao không tham gia một cái giải mà có thể đăng ký được cả either 5K, 10K hoặc half marathon thì tùy theo sức. I will sign up for the 10K maybe. Giải nào cũng có 5K, 10K. À nghĩa là 5 cây số, 10 cây số, half marathon là 21 cây. Và marathon là 42 cây, nhưng mà mình nghĩ là mình phải nâng bản thân lên cái tầm mới đấy, nên là mình nên chọn half marathon, xong năm sau là marathon là vừa. Yeah, bây giờ thì em comfortable với 10K rồi, nên là chắc là em cũng sẽ try half.
10K thì ok mà, 10K chị chạy suốt. 10K là một vòng Central Park, chắc hơn một tí. Đâu, Central Park em chỉ chạy ở phần phía dưới thôi. Từ 90 đi chạy xuống tầm 60 gì đấy thì nó sẽ bắt đầu có một cái vòng luôn. Thì em cứ chạy quanh cái vòng đấy, chạy lúc nào mệt thì thôi. Cũng kỷ niệm một năm, Focus Việt Nam Podcast thì cũng có một thứ khác vừa được kỷ niệm một năm là ngày mà Elon Musk mua lại Twitter và đổi tên thành X. Thì thực ra ở Mỹ mấy ông billionaire cũng có kiểu văn hóa là mua các cái công ty media. Thì ví dụ như là Jeff Bezos thì own Washington Post. Đấy cũng là một cách. Nói chung là thường thì những người giàu ở Mỹ sẽ muốn own media để mà thể hiện cái một cái voice với các cái political view của họ ra. Thì đấy cũng là một trong những lý do mà Elon Musk cũng muốn mua tại Twitter hồi đấy. Hồi đấy thì giá mua là 44 tỷ. Thì cũng là một giá khá là đắt, nhưng mà được cái là Elon Musk thì qua những cái venture của ông ấy thì cũng có nhiều quan hệ với các investment bank. Thì các cái ngân hàng ở Mỹ thì cho ông ấy vay rất là nhiều ấy, để mà có thể thực hiện thương vụ đấy. Thì lý do ông ấy bảo muốn mua là bởi vì kiểu cái free speech của Mỹ, cái tự do ngôn luận của Mỹ nó đang có vấn đề quá, thế nên ông muốn cái platform của ông ấy là được thay đổi để mà để mọi người đều có view. Thực ra mọi người có thể nhớ là như hồi trước thì Trump là bởi vì một số phát ngôn của ông ấy, một số hành động của ông ấy đã bị ban khỏi Twitter. Sau khi Elon Musk mua lại Twitter thì đã mở lại cái tài khoản đấy cho Trump, nhưng mà Trump thì bây giờ cũng không dùng Twitter nữa mà chuyển sang một cái platform khác mà ông ấy tự lập tên là Truth Social. Đấy thì cũng là một lý do, nhưng mà sau khi mua xong Twitter thì cũng có rebrand lại thành X.com. Là X.com là tiền thân của công ty PayPal, là Elon Musk found từ hồi 1999. Nó khá là lâu rồi. Nhưng mà cái vision của Elon Musk hồi đấy thì cũng không align với PayPal, thế nên là thực ra ông ấy làm CEO PayPal một thời gian nhưng mà cũng bị out khá là sớm. Trong interview thì ông ấy bảo là những cái product roadmap của ông ấy hồi đấy thì PayPal gần như là không follow. Sau khi làm các cái venture này thì ông ấy self founder, ông muốn kiểu thử cảm giác là build lại một cái product ấy. Thì goal của ông ấy bây giờ là biến Twitter hoặc X trở thành một cái super app. Thì muốn là cái app đấy là cái everything app, là các cái đời sống của con người, starting from financial services to news to messaging các thứ thì đều sử dụng qua X.com. Nhưng mà thực ra là cũng gặp khá là nhiều trắc trở. Thực ra là sau khi acquire Twitter thì cái daily active user của Twitter xuống khá là nhiều. Một phần là tại cái strategy của ông ấy khá là confusing, là đổi tên, có khi ngay cả đổi tên thì mọi người cũng không biết rằng là đổi tên ấy, và bây giờ lại tự hỏi là X.com là cái gì. Thì trong thời gian từ lúc acquire đến giờ thì cái daily active user của X giảm xuống 16%, trong khi tất cả các platform khác đều lên. Thì mọi người cũng có thể tưởng tượng là chắc là mạng user hoặc là không thích về cái vision của Elon Musk sau khi có nhiều product change kiểu tích xanh các thứ và chuyển sang các platform khác. Thứ hai là cũng không thích Elon Musk as a person để mà support, continue to support that platform. Thực ra có một cái thay đổi khá là lớn trong công ty mà Musk thì mình đã mention là cái layoff của cái công ty đấy. Thì ông ấy cũng đã chứng minh rằng là công ty đấy nó quá bloated và quá nhiều nhân viên, trả lương nhân viên quá là cao. Trước thì X thì kiểu có tầm 8.000 employee, nhưng bây giờ còn mỗi 1.500, thì chúng ta ông ấy gấp tầm cũng phải 70% đúng không, cái công ty đấy. Nói chung là cũng có khá là nhiều thay đổi sau một năm, nhưng mà hiện giờ thì với new CEO thì vẫn chưa chứng minh được rằng là cái platform này có promising trở thành một cái super app như là cái vision của Elon Musk. Nhưng mà tất nhiên là mọi người không thể underestimate một serial entrepreneur đã có nhiều successful venture như Elon. Thì không biết là Chí và Valerie có suy nghĩ gì về performance của X và trajectory. Mình nghĩ là cái việc mà daily active user nó giảm xuống không nhất thiết là một cái điều xấu cho cái bức tranh dài hạn của X. Tại vì là ông ấy dập rất là nhiều những tài khoản bot, là kiểu tài khoản ảo ấy. Ngày trước cái tài khoản Twitter cũ thì mình cũng hơi kiểu post hơi bị nhiều, nên là chắc là bị ai đấy ban, không biết được. Sau đấy mình cũng phải lập một cái tài khoản X mới. Nhưng mà mình nghĩ cái phần mà daily active user giảm bởi vì là bot rồi những cái tài khoản ảo rồi là bọn quảng cáo các thứ là bị Elon ban hết. Nên là những ai mà đang dùng X hiện tại là đều là những người kiểu rất là trung thành về cái platform và có content rất là tốt. Và X gần như là cũng tiên phong cái việc là trả tiền cho những cái content creator mà có nhiều người follow ấy. Thì có một đợt mấy tháng trước, kiểu mấy cái content creator mà mình follow ở trên X kiểu toàn được mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn đô thưởng for no reason. Actually là tại vì họ có lượng follower khá là tốt.
Và gần đây là X cũng vừa mới có một AI riêng của X là XGrok. Thì những cái bước đi đấy nó khá là ấn tượng và khá là nhanh so với cả thị trường công nghệ. Thì mình nghĩ là những cái sụt giảm số lượng người dùng hoặc là sụt giảm định giá chỉ là một cái bức tranh xấu trong ngắn hạn thôi. Còn về việc dài hạn, Elon Musk có biến cái vision của mình thành hiện thực hay không thì mình nghĩ là vẫn potential. Vì là về sau ông ấy sẽ làm cả payment, banking, messaging rồi là AI các thứ ở trên X. Và thực ra là mình vẫn đang dùng và vẫn đang mở X mỗi ngày. Tại vì là vẫn có những cái người mà mình theo dõi ở trên X mà họ không có post ở trên Thread. Thread thì là cái app mà cạnh tranh với X đúng không? Nhưng mà ví dụ như là VC chẳng hạn thì họ lại không dùng Thread. Thế nên là mình vẫn rất là trung thành với X. Và mình nghĩ là cái bức giảm trong cái số lượng người dùng này chỉ là gọi là một cái setback ngắn hạn thôi. Đấy là ý kiến của Vào. Yeah, first and foremost thì Thread nó vẫn đang là một cái app nó khá là personal ấy. Tại vì thực ra là cái culture nó sẽ link với Instagram mà nó personal. Đó là em thấy phần lớn trên Thread thì mọi người sẽ shit posting nhiều hơn. Twitter thì bây giờ cái culture nó thay đổi khá là nhiều. Trên Twitter bữa nay em không biết, riêng feed của em thì nó serious hơn khá là nhiều. Và thật ra lên đấy thì đọc được khá là nhiều tin tức hay cũng như là nhiều cái để mình có thể học hỏi. Nó cũng unlock nhiều cái feature mới. Ví dụ như là bây giờ nó sẽ không giới hạn cái số lượng ký tự mình đăng được ấy. Bây giờ nó sẽ cho đăng long form ở trên X luôn. Which like, nó là more customizable thôi. Về mặt số liệu đi, với em cái số liệu này nó có phải là setback của X không thì với em nó là không. Tại vì thực ra nếu mà mình nhìn về một cái phương diện là một công ty vừa sa thải 80% nhân viên mà số lượng user giảm 16% thì thực ra cái đấy là một cái điểm xấu hay là điểm tốt. Thì với em đôi khi nó là một điểm tốt. Cái công ty vừa thay đổi, cái platform vừa thay đổi khá là nhiều, loại bỏ rất nhiều bot. Đương nhiên là trong cái quá trình loại bỏ bot đấy thì nó sẽ sinh ra những cái friction cho những người dùng mà mặc dù người ta là người thật nhưng mà người ta cũng dùng cái app chẳng khác gì một con bot, thậm chí là cũng không bằng con bot, đúng không? Thì sẽ làm gây phiền toái tới những người dùng đấy. Và đương nhiên sẽ có một số lượng user người ta bị bounce ra khỏi cái đấy, ra khỏi cái ứng dụng đấy. Nhưng mà em nghĩ đây là một cái bước. Thứ nhất là nó là thay đổi về mặt culture mà. Thì khi mà một tổ chức, một organization hay là một công ty hay là một nhóm bạn bè nào đấy, khi mà vừa thay đổi cái văn hóa của nhóm đấy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ta bounce. Nhưng mà over time thì em nghĩ là khả năng vẫn sẽ có những người người ta bắt đầu nhận ra là à, X bữa nay, X sau này, X của Elon Musk nó không giống như Twitter trước đấy nữa. Nên đâm là đôi khi sẽ có rất nhiều người trước đây người ta không dùng Twitter vì một lý do nào đấy. Sau một thời gian sau khi Elon take over và sửa lại platform theo cái văn hóa mà ông ấy muốn thì mọi người lại bắt đầu join X tại vì nó bắt đầu fit với culture đấy. Thì với em nó là một cái bước đang thay đổi. Em nghĩ là sẽ phải mất một vài năm để mà Elon có thể thay đổi toàn bộ culture của cả cái app cũng như là cả công ty, như là cách vận hành hay là mọi người trên đấy người ta interact như nào với cái app đấy. Nên là yeah, em sẽ give Elon the benefit of the doubt và em sẽ không gọi nó là setback luôn. I think it's like change. Ngay cả về mặt số liệu thì em nghĩ nó cũng không có tới mức tệ như vậy. Đương nhiên là trên báo đài mọi người sẽ làm cho cái số nó nhìn nó rất là tệ, nhưng mà em không nghĩ là nó tệ tới mức đấy. Nhưng mà nó có một cái hệ lụy là công ty vận hành thì những platform như thế nó sẽ phụ thuộc nhiều vào advertiser ấy. Vì political view của Elon Musk với vì change in platform thì bây giờ một cái statistic nữa là cái ad spending của X giảm rất là nhiều so với các cái platform khác. Ad spending của X gần như là giảm một nửa so với các platform khác. Thì gainer là có TikTok lên khá là nhiều, Reddit và Pinterest. Thì về operation của cái công ty thì có khi là nếu mà để công ty mà bây giờ nợ đần chồng chất như thế mà revenue sụt giảm thì không biết là có viable để mà continue to operate không, trừ khi là Elon Musk tiếp tục bỏ tiền vào để nuôi cái công ty này. Nhưng mà anh thấy là nó có vẻ như là một cái expensive hobby của ông ấy hơn là ông ấy có serious. Kiểu cái số lượng người giảm thì tức là anh nghĩ là nó đang trở thành một cái càng ngày càng trở thành một cái niche platform. Nó có do certain things real well, là news, là space, là mọi người có thể discuss những cái view rất là hay ở trên đấy, nhưng mà nó không thể nào mà trở thành một cái app mà inclusive như Meta, Facebook để mà gain more user ấy. Thì anh nghĩ trước giờ thì nó vẫn là một cái khá là niche platform, nhưng mà nếu mà muốn trở thành một cái everything app thì anh nghĩ là cái vision này nó đang bị misaligned với cái what's going on in the company right now. Thì không biết là chị có đồng ý với cái view này không? Đầu tiên là nếu mà nói về financial á, thì em nghĩ là đấy chính là cái lý do mà Elon bắt đầu cái việc này. Đương nhiên là nó có một cái joke là we saw everything because we think it's easy, chứ không phải là because it's easy, right? Đây là cái khó mà bắt buộc phải có một người như Elon mới làm được để thay đổi được cái platform Twitter. Tại vì những cái công ty public ấy, khi mà người ta có một cái board executive và những giám đốc vận hành là mọi người ấy,
khi mà những người mà không phải là stakeholder người ta vận hành á, thì người ta sẽ bị một cái là áp lực từ investor, và nó sẽ không cho phép người ta thay đổi nhiều như này, tại vì không thể nào kỳ vọng quá nhiều thay đổi mà không bị ảnh hưởng về mặt traction được. Và rõ ràng Elon là người mà bỏ tiền ra bảo là ok, bây giờ sẵn sàng đốt mấy chục tỷ đô để có thể thay đổi cái platform này theo ý ông ấy. Và bây giờ công ty này là công ty private, đương nhiên là sẽ có một vài investor, nhưng mà công ty này bây giờ là một công ty tư nhân. Lãi lỗ thì là những người investor đấy sẽ chịu. Và người ta, những người người ta đã on board với Elon rồi thì em nghĩ là người ta sẽ khá là đồng ý với Elon và tin là Elon có thể thay đổi cái cách vận hành của cái mạng xã hội này. Quay lại cái câu hỏi của anh Vũ là liệu nó có align được với cái vision là sẽ mass adoption hay không? Thì em nghĩ nó là về mặt utility. Bây giờ cái mà Elon đang thay đổi là thứ nhất là phải sửa lại rất là nhiều cái feature. Thứ hai là clean up culture cũng như là clean up bot mọi thứ ở trên platform để làm cho platform thứ nhất là nó safe, nó an toàn hơn, nó cảm giác là không bị bot, không bị harass bởi AI, không bị harass bởi những cái đấy. Rồi sau đấy thì ông ấy bắt đầu mở những cái feature mới để giúp cho cái cộng đồng niche, những người mà người ta đang dùng này á. Có nghĩa là em cảm giác như là Elon bây giờ đang ship cái platform từ một cái platform rất nhiều người dùng, hàng trăm người dùng, về một cái gọi là MVP mới. Sau khi những cái MVP này launch và Elon bắt đầu cảm nhận được, hiểu được là cái gì vận hành được, cái gì tốt, cái gì không, thì sau đấy ông ấy bắt đầu mở mass ra để có thể adoption hơn. Thì em nghĩ là sẽ mất lâu hơn mọi người nghĩ khá là nhiều, 3-5 năm. Nhưng mà em tin vẫn có một khả năng rất lớn là sau 3-5 năm thì mọi thứ sẽ ok hơn rất là nhiều. Em nghĩ là anh cũng một phần đồng ý, vì ngay cả như cái venture trước là Tesla cũng cần khá là nhiều thời gian để mà convince investor, và cũng có rất nhiều peer public company mà công ty coi như là under fire và có những cái câu hỏi về viability của economic model của Tesla ấy. Nhưng mà cũng có một famous thing that happened during earnings call Tesla. Có một lần là các analyst hỏi về kiểu số liệu của Tesla và Elon Musk trên earnings call outright, là nói là kiểu boring that question next ấy. Kiểu là không quan tâm gì đến kiểu số liệu của công ty mà kiểu tập trung nhiều vào về vision và execution, và make sure là cái công ty nó stick to his plan. Thực ra là anh nghĩ là Elon thì sẽ mạnh về những cái khoản đấy, và at the same time thì chắc là cần phải có một cái finance partner mà make sure là the company is still viable để trước khi không bankrupt, trước khi mà execute được cái vision đấy. Hiện giờ thì Tesla đã có vẻ như là đạt được cái giai đoạn đấy, nhưng mà Twitter thì tức là làm cái deal ấy 1 năm trước đúng không, thì interest rate sau đó cũng đã lên khá là nhiều, khoản nợ cũng khá là nhiều, hơn 10 tỷ đô. Thì thực ra các cái bank bắt đầu kiểu write down các cái khoản debt mà đã cho vay rồi, và cả giá trị của cái công ty Elon Musk thì claim hiện giờ X có thể đạt đến 250 tỷ đô. Nhưng mà về internal valuation của công ty thì giảm khá là nhiều. Thì mong rằng là trong tương lai thì sẽ đạt được đến cái valuation level 250 tỷ. Nhưng mà trước giờ thì caveat với thính giả ở châu Á thì mọi người cũng khá quen với super app model qua cái công ty kiểu Grab, GoTo các thứ. Nhưng mà ở Mỹ thì thực ra là super app model nó cũng chưa successful. Nếu mà nói X muốn trở thành một WeChat của Mỹ thì thực ra rất là nhiều công ty đang try to do that ở Mỹ, nhưng mà cái super app model ở Mỹ vẫn chưa bao giờ thành công, và chưa có một công ty nào mà đạt được đến cái mức độ đấy. Và chỉ có là mỗi công ty có một cái mảng mạnh riêng và có một niche riêng và defend cái niche đấy thôi, nhưng mà expand sang cái niche của thằng khác thì gần như là không compete được. Ok, nếu mà nói về financial của Elon Musk thì em đồng ý với anh Vũ. Một cái mà em positive về cái này á, là thực ra là em biết được là Elon đã học được bài học về cái này rồi. Mọi người hình dung là vào năm 2015 ấy, mọi người biết thầy Damodaran của NYU không? Damodaran. Yeah, thầy Damodaran đấy ở trong một cái conference publicly criticize Elon Musk cũng như là Tesla về cách vận hành, không có quan tâm quá nhiều về mặt tài chính lắm. Và sau đấy thì năm 2016, Elon lần đầu tiên hire một cái CFO cho Tesla, restructure lại. Tại vì cái thầy Damodaran đấy là criticize là một cái mà Tesla làm sai ấy, là issue quá nhiều equity. Đâm ra là nó dẫn tới cái cost of capital của công ty ấy, nó bị đắt quá so với mức cần thiết. Thì sau đấy either là cái structure, cái cost of capital structure của Tesla hồi đấy không có hợp lý, và nó làm một cách cực kỳ sai. Thì sau đấy 2016 thì Elon take that advice, bắt đầu thuê một CFO và restructure lại, debt restructure lại cái cost of capital của công ty. Tesla sau đấy bắt đầu tốt hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ là thực ra là Elon là một người đương nhiên là sẽ mạnh hơn rất là nhiều về mặt sản phẩm, về mặt vision.
về mặt vận hành. Đâm ra là em nghĩ là cái câu chuyện là X nó có viable về mặt financial không thì em nghĩ là Elon là một người đã học được cái bài học đấy rồi. Thông qua việc mà trước đây 2008 SpaceX cũng như Tesla sắp phá sản đúng không? Rồi 2016 take cái advice đấy thay đổi cấu trúc công ty, thuê CFO đầu tiên. Mọi thứ thì em nghĩ là nó không phải là nỗi lo của em đối với X. Cái câu chuyện của X hay là cái câu chuyện mà vision về mặt super app thì em nghĩ là Elon hiểu được cái đấy. Nhưng mà cách làm của Elon từ xưa giờ nó vẫn khá là ok ở một chỗ là Elon biết là phải take những cái step nhỏ trước. Thì rõ ràng là Elon bây giờ đang phải sửa lại cái sản phẩm để có thể là dùng được trước, cái đã làm cho mọi người thích dùng. User khi nào đủ lớn thì mới bắt đầu kiểu snowball thành cái super app được. Còn bây giờ có bao nhiêu người dùng còn chưa bằng Facebook với lại TikTok thì không thể nào nói cái câu chuyện super app được đúng không? Tại vì đâu có người dùng đâu. Nhưng mà super app cũng có thể nói về super app và functionality mà. Thì không nhất thiết là phải có nhiều người dùng, nhưng mà quan trọng là cái app đấy là làm cái gì trong cái app. Yeah, cái này là một cái mà em học được từ thằng CEO của em. Khi mà mình run một cái startup ấy, thì cái câu chuyện về resource là đương nhiên sẽ có kiểu hàng tá thứ mình muốn làm, nhưng mà cái nào mình cần ưu tiên hơn. Thì em nghĩ là Elon bây giờ đang muốn ưu tiên cái resource của công ty cho cái việc là clean up cái code base, clean up cái mess, và cũng như là để có thể grow user theo cái niche, theo cái culture đấy. Sau khi cái đấy đủ lớn thì mới bắt đầu focus vào rolling out new feature như là kiểu payment or whatever. Quan trọng là Elon bây giờ đang muốn ưu tiên cái gì thôi. I think he know what he doing. Thì cũng có một cái sự kiện liên quan tới Tesla là UAW, công đoàn những người công nhân làm ở các xưởng xe ở Mỹ. Thì tuần trước tụi mình có nhắc đến về cái vấn đề này. Tuần vừa rồi thì cái công đoàn này đã thành công thắng được ba cái tập đoàn xe lớn ở Mỹ là GM, Ford với cả là Chrysler. Thì đây là cũng một cái sự kiện khá là lớn và chỉ nghĩ là sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến Tesla. Tại vì ngay cả chủ tịch công đoàn cũng có nói tới là Tesla là target tiếp theo. Thì tuần vừa rồi công đoàn này đạt được thỏa thuận mới, gọi là một thắng lợi cực kỳ lớn. Buộc các tập đoàn xe này phải tăng lương của tất cả các nhân viên ở trong nhà máy sản xuất xe 27-33%. Mà trong vòng 4 năm tiếp theo, có nghĩa là không tăng một lần, không tăng một phát lên 33% mà sẽ tăng từ từ trong vòng 4 năm tới lên 27%, 27-33% tùy công ty. Và nó làm cho cái mức lương của công nhân trong xưởng xe cao hơn so với mức trung bình ở Mỹ một xíu. Ngoài ra nó có được rất nhiều cái benefit khác như là kiểu reinstatement, cost of living allowance là cái chi phí ăn ở có thể rồi là phải tăng cái mức match 401k là cái tiền mà công ty phải match với nhân viên hàng năm nếu mà vào cái quỹ lương hưu của người ta. Cũng như là những người mà người ta làm lâu rồi á là phải có $5,000 bonus ngay lập tức. Nói chung là tăng rất nhiều cái benefit khác, không chỉ tăng lương đâu mà phải tăng rất nhiều cái benefit khác nữa. Và ba công ty này bắt buộc phải đồng ý. Và một cái điểm thú vị nữa là cái thỏa thuận này nó chỉ đạt tới 31 tháng 4 của 2028. Và một cái điểm thú vị á về cái ngày này là ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Ở Mỹ có một ngày Labor Day khác là ngày tháng 9. Nhưng mà cái ông chủ tịch này lại chọn cái ngày 31 tháng 4 hay là 30 tháng 4 2028 để end cái contract này. Và ra một cái thông báo với tất cả các công đoàn ở tất cả các ngành khác là tất cả mọi người nên chọn kết thúc cái hợp đồng vào ngày này. Để ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động trên toàn cầu, chúng ta có thể negotiate lại một cái điều khoản khác trong tương lai. Thì đấy là một vài cái thông tin về cái update về cái công đoàn, cái cuộc chiến giữa công đoàn xe, các công nhân xe hơi ở Mỹ cũng như là với các tập đoàn xe hơi ở Mỹ. Vụ này thì Val cũng không theo dõi kỹ lắm, nhưng mà nó ngăn cản những cái initiative mà Biden đang làm, nghĩa là made in America nhiều hơn không? Ví dụ như là các hãng mà muốn sản xuất tại Mỹ bây giờ lại thêm cost of labor sẽ đắt hơn rất là nhiều. Cuối cùng là họ sẽ không có cái động lực là đặt nhà máy tại Mỹ nữa. Thì động lực duy nhất là làm trong Mỹ để có tax credit thôi, nếu mà làm EV. Còn lại thì thực ra benefit của việc làm nhà máy ở Mỹ cũng gần như là giảm đi khá là nhiều khi mà so về cả productivity lẫn giá cả. Khi mà làm ở những cái plant ở Mexico hoàn toàn có thể rẻ hơn rất là nhiều, lương bằng 1/10. Productivity thì không bàn khi mà union worker đòi làm 32 tiếng một tuần, trong khi các cái production worker ở Trung Quốc thì làm 996. Tức là by nature thì cái productivity của những người
Factory worker ở Mỹ sẽ không bằng ở các nước khác. Mà thực ra mọi người cũng nên nghĩ về mặt productivity là nó là longer term, tức là về cái văn hóa làm việc của người làm ở Mỹ ấy, thì cái việc mà demand better standard of living, demand better hours nó sẽ chỉ increase over time thôi. Nếu mà bạn give in một cái demand là 32 tiếng thì không có gì có thể stop bạn. Give in một cái demand về sau người ta đòi 32 tiếng, chưa chắc là đủ. Có khi người ta về sau sau 5 năm nữa người ta lại đòi làm mỗi 30 tiếng, 28 tiếng một tuần. Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra ấy. Thế nên là cái việc mà give in này thì nó có thể snowball và làm ảnh hưởng đến cái negotiation. Thứ nhất là negotiation 5 năm về sau hoàn toàn có thể negotiate một cái deal mà lương tăng tăng lên khá là nhiều và increase benefit. Thứ hai là ảnh hưởng đến negotiation với các cái công ty mà và các factory đang non unionized, và đây cụ thể là Toyota và Tesla. Toyota thì thực ra sau cái news đấy thì cũng đã tự tăng lương cho factory worker lên hơn 33 đô một tiếng, thì cũng đã gần với cái mức target của UAW rồi. Và nói chung là để cái nó là defense tactic của mấy cái công ty đấy để tránh việc là UAW approach cái factory của bọn họ. Nhưng mà cũng nghĩ là long term thì thực ra cái việc manufacturing sector nó càng ngày càng yếu đi ở Mỹ và move away đến các cái nước mà thực ra là nói characterize là a little bit hungrier, thì cũng nghĩ cũng là đúng. Những cái người dân ở đấy người ta kiểu salary người ta thấp hơn, khi mà người ta có một cái mức lương người ta sẽ kiểu just as serious about their job and kiểu không slack off ấy. Bu nghĩ là chắc là ngoài cái việc này xảy ra thì chính phủ Mỹ sẽ phải cho nhiều incentive hơn cho các cái xe sản xuất ở Mỹ để mà có thể compete được, hoặc là để có thể stop cái wave mà các công ty tiếp tục move out of the US, hoặc là kiểu tăng tariff cho các cái sản phẩm mà sản xuất ở nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ, something like that, thì mới có thể balance được cái việc đấy. Chứ Bu nghĩ là sau vụ này thì ngay cả về financial của các công ty như Elon Musk đã mention là nhiều khả năng financial sẽ cực kỳ tệ, công ty có thể go bankrupt nếu mà this thing continues ấy. Thực ra là cái câu chuyện mà các công ty này go bankrupt ấy, thực ra với em nó là một cái lý do mà những công ty này đưa ra trước đây để mà không phải tăng. Tại vì một cái mà em niche out được là các công ty này luôn luôn có thể pass down cái cost cho người dùng. Thì at the end ở đây, cái mà cái này ảnh hưởng nó sẽ là cái tính cạnh tranh của các sản xuất, của những chiếc xe sản xuất ở Mỹ trên thị trường quốc tế. Em không nói là ở Mỹ nhé, tại vì cái tax benefit, tax credit benefit nó có thể bây giờ có bao nhiêu thì nó cũng chỉ áp dụng được ở Mỹ thôi đúng không? Thì nó làm cho những gần như là các công ty này không có mất đi rất nhiều tính cạnh tranh để mà xuất khẩu xe ra nước ngoài, tại vì giá nó có đắt, đắt hơn rất nhiều so với các xe được sản xuất ở các nước rẻ hơn như là Trung Quốc hay là này kia. Về câu chuyện sản xuất xe nó có một cái nữa là cái chi phí shipment, cái chi phí vận chuyển nó rất là đắt, tại vì xe nó rất là to. Nên là ví dụ như một chiếc xe sản xuất ở Việt Nam đi muốn ship sang Mỹ thì nó mất hình như thêm đâu đấy là tầm 5.000 đô tiền ship một chiếc. Thì nếu mà mọi người có thể hình dung một cái câu chuyện tương tự là nếu mà sản xuất ở Mỹ xong ship sang châu Âu hay là sản xuất ở Mỹ xong ship sang những nước khác, những khu vực khác thì nó cũng rất là đắt. Và ngược lại, chiếc xe sản xuất ở những đất nước khác, những khu vực khác xa hơn muốn ship sang Mỹ thì nó chịu ở cái ảnh hưởng của việc là cái chi phí vận chuyển rất là đắt. Đâm ra là nó vẫn có xâm quất xe sản xuất ở Mỹ nó vẫn có tính cạnh tranh đối với thị trường Mỹ. Nhưng mà em nghĩ cái việc mà các công ty đồng ý tăng lương này nó sẽ có một vài cái implement khác như sau. Đầu tiên là em tin là các công ty này gần như sẽ không mở rộng sản xuất xe ở Mỹ nữa. Cái việc bắt buộc phải đồng ý với những cái này, anh Vũ nói là cái given này á, em nghĩ là nó là một cái những cái động thái mang tính tạm thời của các tập đoàn xe này để tiếp tục sản xuất xe cái đã. Bây giờ nhân công mà không sản xuất xe thì gần như là financial năm nay năm sau là gần như là nát luôn. Không thì bắt buộc phải tăng ngắn hạn và negotiate là sẽ tăng theo thời gian. Nhưng mà cái câu chuyện nếu mà để mà đoán cái câu chuyện sau 5 năm nữa ấy, sau khi cái contract này nó kết thúc ấy, thì em tin là sẽ có rất nhiều cái sản lượng xe được sản xuất ở Mỹ nó sẽ giảm đi khá là nhiều và các công ty này sẽ tìm cách để có thể mở thêm những cái nhà máy khác ở các khu vực gần như là Mexico hay là thậm chí là Canada maybe hay là những nước mà ở gần khu vực North America. Thì em nghĩ người sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên là xe ở Mỹ, xe sản xuất ở Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn lực lao động trong cái ngành này. Em nghĩ là trong tương lai số lượng người lao động ở Mỹ trong cái ngành xe này sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà các nhà máy này
quyết định mở ở các đất nước khác. Thứ hai là người dùng. Người dùng sẽ bị ảnh hưởng tại vì cái cost này bây giờ tăng chi phí sản xuất thì các công ty xe có quyền pass down cái việc tăng giá này thì người dùng cũng sẽ phải mua xe với những cái mức giá cao hơn. Bây giờ chính phủ có tăng cái tax credit hay là áp dụng vào nhiều thuế hơn đối với xe nhập khẩu thì người dùng cũng là người chịu ảnh hưởng nhất, đúng không? Thì em nghĩ là nó là một cái tin tốt về mặt ngắn hạn cho những người công nhân ở các cái xưởng xe. Rõ ràng là về mặt dài hạn thì có thể nó ảnh hưởng khá là nhiều đối với thị trường công việc cũng như là tính cạnh tranh của ngành sản xuất ở Mỹ. Anh thì không đồng ý về cái việc là cái cost để có thể pass down ấy, là cái price của car thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tùy xem là consumer demand có nhiều hay không, tùy xem là consumer có tiền để mua hay không, tùy xem là funding environment, phần lớn mọi người funding purchase bằng vay ấy, thì bây giờ interest rate khá là cao. Nếu mà bạn muốn lấy auto loan để mua xe thì rate bây giờ phải lên đến tầm hơn 8%. Thì by nature thì cái car industry sales, new car sales nó cũng in secular decline bởi vì naturally là rate đang lên rất là nhiều. Và có thể thấy ví dụ như là Tesla có nhiều động thái trong năm vừa qua là giảm giá để tăng demand. Thì year over year, có sát là year over year price change của Tesla car in aggregate xuống tầm 25%. Thì một cái market leader về car như Tesla mà giảm giá từng đấy thì không có lý do gì mà các công ty khác có thể tăng giá ấy. Thì anh nghĩ đấy là cái lý do mà mọi người rất concern về cái financial, bởi vì khi mà không thể tăng giá, khi mà cái market environment không allow mình có thể tăng giá mà naturally cái cost nó tăng khá là nhiều thì nó cũng không viable về mặt business model, hoặc là cái investment nó sẽ không attractive, hoặc là cái naturally cái margin của cái công ty nó cũng sẽ gần như là không attractive để cái công ty nó continue to operate ấy. Thì that's something to keep in mind. Anh nghĩ là đúng là in an ideal environment có khi là rate 0% mọi người vẫn có thể mua được thì có thể tăng giá, nhưng mà anh nghĩ hiện giờ cái macro environment nó không allow các cái automaker để có thể tăng giá. Yeah, em nghĩ là những công ty này sẽ bị đặt vào những cái vị trí rất là khó trong năm tới, thì cũng sẽ khá là thú vị để có thể quan sát xem thử là các công ty xe ở Mỹ liệu nó có thể tồn tại được trong vòng nhiều năm tới hay không. Đặc biệt là chính phủ Trung Quốc bây giờ đang rất là muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong thị trường xe, và xe Trung Quốc bây giờ ở trên thị trường quốc tế đang khá là có tiếng, có nghĩa là nó bắt đầu cạnh tranh ở các thị trường như là châu Âu này kia luôn rồi. Như tuần trước mình có nói đúng không, thị phần xe của Trung Quốc ở châu Âu bây giờ tăng hàng năm luôn. Thì trong vòng nhiều năm tới với những cái sự kiện như này xảy ra thì em nghĩ là đôi khi nó là một cái tin tốt đối với Trung Quốc, tốt đối với ngành sản xuất xe cũng như là ngành sản xuất ở Trung Quốc nhìn chung. Mà những cái xe mà Trung Quốc đang bán thì hầu hết đều là xe điện đúng không? Phần lớn là xe, em nghĩ là Trung Quốc bây giờ nó đang kiểu phát triển cả hai ấy, mà đặc biệt là nó sẽ ưu tiên xe điện hơn. Tại vì Trung Quốc nó có lợi thế về mặt sản xuất pin. Như mọi người biết đúng không, bây giờ một chiếc xe điện, cái cấu trúc chi phí của về mặt pin ấy, nó rất là cao. Em nếu mà không nhầm thì at least là từ 20-30% một cái chi phí sản xuất một chiếc xe điện ấy là nó tới từ cục pin. Thì Trung Quốc đang có lợi thế cạnh tranh rất là nhiều về mặt pin. Đâm ra là Trung Quốc là một trong những nước xuất khẩu xe điện khá là lớn bởi vì nó có tính cạnh tranh. Nhưng mà em nghĩ là Trung Quốc khi mà sau rất là nhiều năm đang cạnh tranh trong thị trường này thì người ta cũng sẽ phát triển được cái chuyên môn của mình về vận hành nhà máy sản xuất này kia ấy. Thì em tin là Trung Quốc bắt đầu có lợi thế cạnh tranh khá là lớn về cả xe điện cũng như xe ga truyền thống. Đang nói về những cái gọi là công nghệ về deep tech and hardware thì dạo gần đây Vào cũng đang đọc một cái ngành mới, không phải mới mà đang getting warm up và hot hơn những năm về trước, thì là defense tech, nghĩa là startup về quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc phòng. Cái này thì chắc là ở châu Á đó. Ngành này hầu hết là chưa có. Ở Mỹ thì có một số quỹ chuyên đầu tư những cái ngành an ninh quốc phòng như này, ví dụ như là Lux Capital hay là Even Founders Fund. Founders Fund thì là quỹ của bác Peter Thiel, hoặc là SVC là quỹ của Joe Lonsdale. Thì Joe Lonsdale với cả Peter Thiel thì ngày trước là họ là co-founder của Palantir, thì là một công ty cũng về chủ yếu là cho chính phủ Mỹ, nên là họ có cái taste hoặc là cái expertise nhiều hơn về an ninh quốc phòng và government tech. Thì có một cái startup là Andurio, founder của startup này thì là một bạn rất là trẻ, hơn mình có một tuổi thôi, đây là Palmer Lucky.
Bạn này thì là founder cũ của Oculus. Oculus thì là một cái VR đã được Facebook mua lại. Thì sau khi Facebook mua lại thì cái anh Palmer này muốn tiếp tục làm startup tiếp và có một cái gọi là vision cao cả hơn, là một cái startup mà phải giúp được nước Mỹ nâng tầm cái vị trí của nước Mỹ lên. Nên là bạn ấy quyết định là làm startup ở trong ngành an ninh quốc phòng. Thì Andurio thì được thành lập từ 6 năm trước, nhưng mà chỉ trong 6 năm thì đã thành kiểu định giá bây giờ là đã hơn 8 tỷ đô. Và đương nhiên là những cái nhà đầu tư lớn nhất của Andurio thì là những cái quỹ về defense tech nổi tiếng ở trên nước Mỹ và trong thế giới. Ví dụ như là Founders Fund thì là nắm khoảng 20% công ty Andurio. Rồi là FVC, FVC là quỹ của Johnson Dell. Rồi Lux Capital, tất cả những cái quỹ defense mà mạnh về defense tech thì đều là nhà đầu tư của Andurio. Mình cũng kiểu không ngờ được là doanh thu dự đoán của Andurio khá là ấn tượng. Thì họ dự đoán là năm 2026 họ sẽ đạt được 1 tỷ đô doanh thu. Và nhưng mà trong hoàn cảnh đấy thì cũng đang đốt rất là nhiều tiền. Và dự tính là sẽ đốt khoảng 2 tỷ từ năm 2021 cho đến năm 2026. Và chắc là cũng sẽ không có lợi nhuận luôn. In the same way thì là một là bạn khác tên là Shield AI, thì bạn này là về software nhiều hơn là Andurio. Thì Shield AI thì cũng đã có lợi nhuận và cũng có một cái expectation forecast là năm 2026 sẽ được gọi là gần 750 triệu doanh thu, thì hơi kém so với Andurio một chút nhưng mà cũng khá là ấn tượng. Thì bây giờ cái gọi là appetite cho cái việc đầu tư vào an ninh quốc phòng và những cái startup về kiểu defense rồi là hardware deep tech như này ngày càng được nóng lên. Và thậm chí là như bạn SpaceX, Elon Musk là một trong những founder, thì cũng là một startup gọi là bán nhiều hơn cho government, nghĩa là chính phủ Mỹ hoặc là đồng minh của chính phủ Mỹ. Thì ví dụ như là một trong những client lớn nhất của Andurio là chính phủ Liên minh các nước Ả Rập. Thì chính phủ Liên minh các nước Ả Rập là đã ký nhiều multi-million dollar contract với cả Andurio. Yeah, thì mình thấy là những cái xu hướng này nó đang hot dần lên ở Mỹ, nhưng mà ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, thì gọi là defense tech gọi là vẫn chưa emerge nhiều cho lắm. Yeah, thì cái đấy mình thấy khá là ấn tượng trong những cái news vừa rồi. Có một fun fact nữa là một số nhân viên cũ của Andurio thì họ cũng tách ra làm startup riêng và cũng làm startup về cái mảng defense tech, an ninh quốc phòng này. Sau đấy cái anh Palmer này kiện luôn, cũng khá là gắt. Startup đấy tên là Salient. Startup đấy thì chỉ gọi được khoảng 4 triệu thôi. À, trong khi đấy Andurio thì kiểu gọi gần tỷ đô mà cũng rất là gay gắt để kiện cái startup này và nói là kiểu sẽ không nhẹ tay nếu mà nhân viên cũ kiểu như lấy cắp những cái bí mật từ Andurio. Thì very interesting. Thực ra vấn đề border issue của Mỹ thì luôn luôn là vấn đề rất là lớn, nhưng mà tùy theo thể chế từng thời điểm thì sẽ có cái đấy nó là big issue hay không. Hiện giờ thì thể chế này thì không. Thì Democrat Party thì nó cũng không phải là chú trọng về cái phần border control cho lắm. Mọi người nhớ là hồi Trump thì Trump còn promise mọi người là build the wall, đúng không? Southern border wall với Mexico. Cũng build được một ít nhưng mà có vẻ cũng không successful cho lắm. Còn cái Andurio surveillance technology của họ thì có thể nói như là cái solution để mà không phải xây cái physical wall, để mà có thể surveil những người mà pass through the border illegally without actually building like a physical wall. Nhưng mà cái startup này anh nghĩ là một phần founded là bởi vì driven by political view của founder. Founder này là một big Trump supporter, originally a big libertarian và a big donor to Republican Party. Và anh nghĩ là successful của cái startup này phần lớn sẽ phụ thuộc vào cái upcoming election, tùy xem là successful của Republican Party và push cái agenda của Republican Party sau cái election tiếp theo có đối chọi được Biden hay không. Nhưng mà nếu mà Biden tiếp tục tại vị và stay in power thì chưa chắc cái startup này có thể make new highs và continue để mà dominate ở Mỹ. Bởi vì cái need của cái government nó không nhiều đến mức đấy để mà sử dụng cái technology và cái quan hệ. Naturally là cái quan hệ, ví dụ nếu mà bảo là founder của công ty này là big Republican donor mà bây giờ đang muốn bán contract cho Democrat-led government thì gần như là khả năng rất là khó và khó có thể expand the relationship. Trừ khi là cái technology cực kỳ tốt và có need từ government, nhưng mà by nature thì nếu mà bạn là Democrat Party thì bạn sẽ bị criticize rất là nhiều nếu bạn mua sản phẩm của một Republican supporter ấy. Anh nghĩ là mọi người kiểu supporter của từng party sẽ rất là criticize nếu mà
nếu mà bạn lựa chọn không đúng về việc support cái công ty mà có view, political view không align với cái party. Nhưng mà đương nhiên là có cả bộ quốc phòng của Mỹ, nhưng mà khách hàng của Andrew thì là quốc tế khá là nhiều ấy. Ví dụ như là liên minh các nước quốc gia Arab thì họ đang bán cho Mỹ và đồng minh, thì nghĩa là Ukraine rồi là Đài Loan đấy, thì là những cái nước mà sẽ là khách hàng của cái startup này, hoặc là Israel. Mà gần đây thì mọi người thấy là có nhiều chiến tranh xảy ra hơn, to be fair, nên là tại sao tất cả những cái người trong VC lại đang khá là bullish vì defense tech là như vậy. Tại vì to be honest là hiện tại đang có nhiều cuộc chiến tranh đang xảy ra hơn là một vài năm trước chẳng hạn, chưa chắc là đã chỉ sử dụng cho nước Mỹ và trong border của nước Mỹ. For the context thì em cũng đã từng research cũng như là viết thesis về national defense, tại vì em xưa làm về Palantir, Core Palantir thì cũng là một công ty khá là lớn về national defense provider cho Mỹ. Em khá là đồng ý với góc nhìn của anh Vũ về cái assumption, có nghĩa là cái growth của công ty á, nó sẽ dựa vào hai cái growth assumption khá là lớn và nó có thể thay đổi rất là nhanh. Đầu tiên là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào political party của Mỹ. Nếu mà nói về Israel, to be honest, Israel political cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều và dính khá là nhiều tới political spending của Mỹ, đúng không? Tới national military spending của Mỹ. Các nước đồng minh như là Taiwan hay là châu Âu cũng tương tự. Cái growth của các công ty national defense supplier, một cái đặc điểm nhất là cái việc tăng trưởng của các công ty national defense hay là an ninh quốc gia supplier, nó sẽ có một cái growth bottleneck rất là buồn cười. Là một công ty mà sản xuất các thiết bị cũng như là phần mềm an ninh quốc gia của Mỹ sẽ chỉ bán được cho các nước đồng minh của Mỹ. Cái này là một cái growth bottleneck khá là lớn. Tại vì mọi người có thể hình dung là đối với các công ty này á, khi mà phe đồng minh của Mỹ tăng cái spending hoặc là người ta có cái nhu cầu về cái vấn đề này, thì lúc đấy các công ty này nó mới grow tốt được. Còn những công ty này mặc định thua là không bao giờ bán được cho các nước như là Trung Quốc, như là cho Nga, hay là các nước không phải đồng minh. Ngay cả các nước mà trung lập gần như là không bán được luôn. Tại vì các nước trung lập này, mọi người có thể hình dung nó vẫn ở một cái vị trí có thể turn to the other side really quick ấy. Đâm ra đây là một cái khá là thú vị về mặt các công ty, về mặt national defense cũng như là về mặt an ninh quốc gia, phần mềm hay là các sản phẩm dành cho an ninh quốc gia. Một cái điểm thứ hai nữa là đối với những cái mô hình mà bán phần mềm hay là bán các thiết bị cho chính phủ, đặc biệt là phần mềm, thì thường những cái contract này á, cái hợp đồng này nó sẽ không kiểu khi mà ký một phát xong ấy thì nó sẽ không có deploy một lần, mà cái revenue ấy nó sẽ chia đều cho một thời gian rất là dài, cho tất cả các năm, và được giải ngân dần dần. Thì khi mà làm model ấy, cái revenue model cũng như là cái tính toán earning per share hay là cái estimation về mặt financial ấy, phải rất là cẩn thận. Tại vì mọi người có thể hình dung là để mà develop một cái sản phẩm ấy, đôi khi phải vay rất là nhiều tiền upfront. Trong cái môi trường lãi suất cao như này ấy, thì đôi khi cái capex khá là lớn, nhưng mà cái revenue để mà recoup cái expense ấy, nó sẽ phải over years. Đâm ra là cái margin đôi khi nó sẽ bị squeeze lại khá là nhiều trong cái môi trường revenue lớn này. Thứ hai là cái grow revenue grow nó lại bị suspend bởi market cap, market size, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái political influctuation trên toàn thế giới. Đâm ra là khi mà em nhìn vào về mặt financial nhé, về mặt tài chính của một công ty mà làm về national defense thì cái rủi ro nó vẫn rất là cao. Và các công ty này á, khi mà người ta làm spending, khi mà người ta kiểu đốt tiền ấy, đối với em nó cũng vẫn sẽ phải rất cẩn thận. Nên là giờ em nghĩ là một ý mà chị Vào nói khá là thú vị, và em nghĩ là Việt Nam mình hay là các nước mà vẫn là political neutral hay là trung lập về mặt chính trị ấy, sẽ có thể làm rất là tốt. Tại vì thực ra nếu mà một nước trung lập mà phát triển một cái phần mềm hay là phát triển những cái như này, nếu mà đủ advanced, đủ tân tiến hay là đủ giỏi để có thể làm được những cái này, thì sẽ bán được rất nhiều tiền, tại vì mình bán được cho cả hai phe. Đâm ra là cũng có thể là một cái ý tưởng khá là tốt, nhưng mà cái câu hỏi nó sẽ luôn luôn là cái technical advance, cái khả năng về mặt technical, cái trình độ về mặt khoa học kỹ thuật của Việt Nam mình cũng như là các nước mà như là Ấn Độ, nó có đủ advance không? Đặc biệt là Ấn Độ là một nước mà có rất tiềm năng trong việc phát triển cái này luôn. Tại vì về mặt technical, Ấn Độ rất là giỏi, đông dân, và Ấn Độ giữ được cái vị trí là trung lập như Việt Nam mình. Chị không rõ Ấn Độ có phải là trung lập hay không.
Ấn Độ trung lập, nó không trung lập như Việt Nam nhưng mà Ấn Độ xong quá nó vẫn trung lập. Bây giờ Ấn Độ vẫn có thể làm việc chung với Mỹ và vẫn có thể mua dầu của Nga. Đó lý do mà tại sao Ấn Độ có thể mua được dầu của Nga và distribute ra cho các nước khác là vì vậy, vì Ấn Độ bây giờ đang trung lập. Ấn Độ bây giờ kiểu ok, tụi mày không mua trực tiếp được thì tao sẽ mua xong rồi tao bán ngược lại cho tụi mày. Thực ra là đầu năm nay chị có đi Ấn Độ và có một cái hội nghị các bộ quốc phòng của các nước đến với nhau tại Ấn Độ. Thì Ấn Độ họ mời khá là nhiều nước, họ mời cả Việt Nam, nhưng họ không mời Trung Quốc tới cái hội nghị đấy. Thì chị cũng không rõ là có thể gọi Ấn Độ là trung lập được hay không. Dạ, em nghĩ cái câu chuyện giữa Ấn Độ và Trung Quốc ấy, thì nó có những cái personal conflict giữa hai nước riêng. Đôi khi nó không phải là phe, mà nó chỉ là giữa hai nước nó có xích mích ấy. Còn em không nghĩ là Ấn Độ cũng chọn phe của Mỹ, tại vì Ấn Độ pushback rất nhiều initiative của Mỹ, rất nhiều luôn. Ấn Độ đã từng lên tiếng rất nhiều về tội ác chiến tranh của Mỹ, trực tiếp chỉ thẳng mặt luôn, trong khu vực Trung Đông, trong khu vực tất cả các nước. Nên đâm ra là thực ra là Ấn Độ cũng pushback rất là nhiều từ phía Mỹ. Nên là nếu mà mình đang xem xét cái việc mà conflict trên thế giới bây giờ là hai phe Mỹ và Trung Quốc, thì em nghĩ Ấn Độ là một người gọi là đứng giữa và chỉ mặt cả hai thằng. Yeah. Đó là lý do tại sao em nghĩ là Ấn Độ vẫn đang là trung lập. Ừ đấy, đang nói về quan hệ của Ấn Độ với cả Trung Quốc thì điểm qua tình hình thị trường IPO tại hai nước này thì ở Trung Quốc thì có một cái sàn dành riêng cho các cái công ty công nghệ là Star Market, sàn ở Thượng Hải. Nhưng mà năm nay có 126 công ty đã hủy cái IPO ở cái sàn Star Market Thượng Hải này. Tại vì điều kiện để được IPO nó bỗng nhiên thay đổi, là ngày trước có thể là chưa có lãi vẫn có thể được lên Star Market, nhưng mà năm nay thì công ty bắt buộc phải có lãi và phải giải thích rất là nhiều với đại chúng là tại sao cái công nghệ này lại tốt hơn, công nghệ của công ty này lại tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Và đây có phải là một cái mô hình kinh doanh nó bền lâu, bền vững hay không thì mới được lên sàn IPO. Thế nên là năm nay hầu như là ở market ở Trung Quốc rất là ảm đạm. Đấy, thì một năm là đã có 126 công ty cancel. Ngày trước thì cái điều kiện của cái Star Market này rất là dễ. Chỉ cần là có market cap, nghĩa là định giá khoảng 550 triệu là sẽ được lên sàn. Nhưng bây giờ là phải có lãi này. Đấy, phải giải thích rất là dài dòng như thế. Dường như là chính phủ Trung Quốc đang gọi là đóng cái cánh cửa IPO cho các cái công ty công nghệ ở Trung Quốc. Nhưng mà rất là đối lập với cái bức tranh đấy thì ở Ấn Độ có vẻ là mọi thứ đang gọi là ấm dần lên. Hôm trước cái startup về skincare, một bạn tên là Mama Earth, IPO đã gọi là được oversubscribe, nghĩa là có nhiều người mua hơn hẳn so với cái dự toán ban đầu là cái tổng số tiền cần phải gọi. Thì oversubscribe được hơn 7,6 lần. Và họ raise tổng cộng là 850 triệu đô Mỹ. Và cũng có rất là nhiều những nhà đầu tư kiểu institutional investor tham gia vào cái vòng IPO này. Thì đa phần là các cái institutional từ Middle East. Thì cũng khá là ngạc nhiên. Và trong khi đấy thì Ấn Độ đã có 149 new listing trên IPO trong năm nay. Rất là ngược, trái ngược với cái bức tranh ở Trung Quốc là 126 công ty phải hủy cái phần IPO. Thì mình cũng thắc mắc là liệu Ấn Độ có phải là the next China hay không? Khi mà cái bức tranh nó đang đi khác nhau hoàn toàn như thế. Thì có một cái article trên Bloomberg thì cho rằng là cái quy mô của nền kinh tế Ấn Độ vẫn còn quá nhỏ so với Trung Quốc. Kể cả Trung Quốc không grow, nghĩa là không có một cái bước phát triển gì mới trong năm nay đi chăng nữa. Và assuming là Ấn Độ sẽ tăng số đầu tư rồi là tăng nền kinh tế lên khoảng 3 lần so với thời điểm hiện tại, thì vẫn gọi là 18 năm nữa thì Ấn Độ mới có thể gọi là nền kinh tế của Ấn Độ mới có thể gọi là catch up, kiểu là gần bằng của Trung Quốc. Vì là hiện tại thì Trung Quốc đang là chiếm khoảng 30% lượng đầu tư quốc tế, trong khi đấy thì Ấn Độ chỉ có khoảng 5% thôi. Ừ, thì cái bài báo đấy họ cho rằng là Ấn Độ không phải là the new China và cái thời điểm đấy sẽ còn rất xa. Vì là nếu mà dự tính là đến năm 2028 thì cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phải mất khoảng 18 năm nữa nếu mà assuming là China with zero growth. Có vẻ như là lý do bên Star mà apply cái profit requirement, bởi vì track record của các công ty go public mà không có profit hồi IPO thì có vẻ như là phần lớn các công ty đấy sau khi go IPO thì cũng không intend để mà make profit ấy. Thì bây giờ muốn stringent requirement hơn cho những công ty mà chỉ thứ nhất là kiểu serious about going IPO,
và có a natural need để go IPO. Thứ hai là những công ty đấy phải có technology hoặc là phải có một cái product mà cực kỳ nổi trội trong market thì mới nên IPO. Thì nói chung là downside của cái việc này là nếu mà bạn không profitable thì bạn có thể apply for an exemption đấy. Exemption là phụ thuộc vào regulator, sẽ là thằng decide mà ví dụ như là công ty này có phải là công ty mà thực sự game changer để mà xứng đáng được lên sàn hay không. Nhưng mà cái vấn đề là regulator không phải là những người mà expertise về technology. Ví dụ như là bảo regulator có approve công ty này có thể trở thành next Amazon hay không. Thì thực ra đến giai đoạn đấy, ngay cả các cái very sophisticated investor cũng không thể nào mà biết được rằng là công ty này có xứng đáng được lên sàn, công ty này có về sau có thể trở thành một cái market dominant factor hay không ấy. Thực ra đấy cũng là một cái ongoing theme mà podcast mình cũng đã mention là muốn give nhiều power hơn về government, give nhiều power hơn về regulator. Nhưng mà at the same time thì những người government và regulator không phải là expert về technology, không phải là expert về which company should be allowed to fail or like prosper ấy. Anh nghĩ là in general thì nó cũng khá là bad về cái innovation của Trung Quốc. Thì đấy là view của anh về cái đấy thôi. Nhưng mà anh nghĩ là Trung Quốc nhiều lúc react thì nó hơi bị kiểu on the extreme side ấy. Anh nghĩ là hoàn toàn có thể có một cái giải pháp mà kiểu a little bit more lenient, tùy xem là ví dụ như là có thể profit thì ví dụ net income thì là một accounting concept ấy, thì bạn có thể approve theo kiểu dùng các cái non accounting concept như kiểu EBITDA để mà show profitability, hoặc là có thể chứng minh những cái khác như kiểu rule of 40 là profit cộng revenue growth, thì bạn có thể make up là revenue growth 40% thì hoàn toàn có thể allow to go public với công ty này, hoàn toàn là đang growing rất là mạnh và hoàn toàn công ty lỗ là bởi vì họ đầu tư để mà phát triển thôi ấy. Thì nếu mà bạn chỉ sử dụng cái profit để mà làm requirement thì gần như là rất là không tốt, nhất là về innovation, về các công ty tech thôi, bởi vì các công ty tech là những công ty luôn luôn đòi hỏi là họ đầu tư và lỗ để mà tiếp tục phát triển. Thì đấy là view của anh về thị trường. Để em có thể chia sẻ một phần góc nhìn của regulators, của những người mà người ta ra những cái luật đấy, theo cái dự đoán của em nhé. Thì nếu mà mọi người đặt bản thân mình vào cái vị trí của regulators thì cái mục tiêu cũng như là cái nhiệm vụ của người ta xưa giờ trên mặt báo và trên lý thuyết luôn luôn là bảo vệ nhà đầu tư. Thì để có thể hiểu được lý do cũng như cái động lực của người ta, tại sao người ta đặt những cái quy định khá là khắt khe này, em nghĩ nó rất là nhiều từ cái môi trường mới mà thị trường đang đồng thuận với nhau, là chúng ta sẽ thấy được một cái thị trường lãi suất cao và lâu hơn mọi người đang kỳ vọng. The rate will stay higher and for longer, đúng không? Thì cái câu chuyện lý do tại sao em lại nghĩ cái này là có thể nó hợp lý, bởi vì gần đây CNBC cũng có ra một cái video nói là rất nhiều công ty gọi là zombie, là những công ty đang trôi nổi trên thị trường rất là nhiều, gần như là đang pile up trong vòng nhiều năm qua bởi vì cái lãi suất 0% và lãi suất rất là thấp. Thì những công ty này khả năng rất lớn trong một vài năm tới sẽ phá sản. Quay lại cái câu chuyện về mặt financial viability hay là cái khả năng sống sót về mặt tài chính, đúng không? Rất nhiều công ty dù cho có model, có ý tưởng rất là hay, cũng như là có sản phẩm gọi là MVP hay là có số lượng người dùng tốt, nhưng mà nếu không cẩn thận về mặt tài chính, ngay cả khi lên sàn mà không đảm bảo được về mặt tài chính, không đủ thanh khoản để duy trì công ty này, tại vì không có gì đảm bảo được là các công ty này sau khi lên sàn vẫn có thể có đầy đủ thanh khoản tiền mặt để có thể vận hành công ty này trong cái môi trường lãi suất cao và cái số lượng mà người ta muốn cho vay nó rất là thấp ấy. Đôi khi sau khi lên sàn các công ty này vẫn phá sản một cách rất là bình thường, tại vì đi vay không vay được, lãi suất thì cao, không ai cho vay, không gọi vốn được, issue bây giờ ra thêm cổ phiếu cũng chẳng ai mua. Các công ty này sau khi lên sàn vẫn, nếu mà không có đảm bảo được cái tính profitability ấy, là tính mà có thể duy trì được cash flow để có thể nuôi sống công ty ấy, mà liên tục phụ thuộc vào chuyện là phải đi gọi vốn, thì những công ty này cũng có thể chết. Và người bị chịu ảnh hưởng là ai? Là những người đầu tư, đúng không? Nếu mà đặt cái góc nhìn là một regulator khi mà đi vào trong một cái môi trường mới như thế này, em nghĩ là những cái yêu cầu khắt khe hơn về mặt profitability đôi khi nó là quan trọng. Và mình không biết được là chặt bao nhiêu là quá chặt, đúng không? Đương nhiên là em đồng ý với anh Vũ, cái việc mà chính phủ Trung Quốc hơi bị extreme đối với rất nhiều cái sự kiện, cái này là hoàn toàn đúng. Nhưng mà trong trường hợp này thực ra là riêng cá nhân em không biết được như nào là gọi là quá chặt trong cái môi trường mới này. Từ 0% trong vòng 15 năm qua nhảy phát lên 5% lãi suất. Thì em nghĩ đây là một cái bước mà đôi khi nó là an toàn thôi.
an toàn đối với nhìn cho nhà đầu tư. Ở Mỹ cũng có một cái mô hình tương tự vừa phá sản đấy, là công ty WeWork như mọi người biết. Mô hình cá nhân khá là proven, được đầu tư rất là nhiều tiền, vừa thông báo vừa file for bankruptcy, phá sản. Thì đấy cũng là một cái ví dụ mà có thể prove được cái point là trong cái môi trường mới, nếu mà một công ty dù cho sản phẩm trong quá khứ đã được đầu tư như nào, sản phẩm có hứa hẹn như nào, vẫn có khả năng phá sản sau khi lên sàn, thì đây đôi khi là một cái bước mà regulator Trung Quốc phải làm để có thể bảo vệ được nhà đầu tư ở trong thị trường vốn của Trung Quốc thôi. Thì anh nghĩ WeWork, cái vấn đề của công ty là công ty bị lost cái traction sau cái bê bối của Adam Newman ấy. Thì cái fate của cái công ty đấy nó đã được decided. Tức là khi bạn go public thì bạn phải mở báo cáo tài chính của bạn và bạn phải disclose rất là nhiều thông tin. Bạn phải disclose về governance, disclose về corp structure, công ty bạn sở hữu những cái gì, công ty bạn quan hệ của các công ty với nhau như thế nào. Thực ra là kiểu lúc mà WeWork mở cái đấy và disclose về investor thì mọi người bắt đầu dive in đúng không? Thì mới, ồ tại sao Adam Newman và vợ lại mở một cái quỹ đầu tư riêng và có dùng tiền của công ty để đầu tư vào real estate chẳng hạn. Những cái mối quan hệ đấy bắt đầu được untangle và nói chung là investor không bao giờ đồng ý với những cái kiểu corporate structure như thế để có thể lên public. Thì cái phổ vận của công ty đấy, nói chung là đúng là về sau thì công ty có go public thật và under the new CEO các thứ. Nhưng mà cái fate của cái công ty đấy nó thực ra bị thai khá là nhiều với cái clout của founder. Hồi đấy cái valuation của một công ty real estate như WeWork nó không bao giờ được justify. Bởi vì cái công ty này thực ra chả có tech gì cả. Kiểu nó chỉ là renovate real estate rồi cho brand lại. Thì nó cũng không phải là một cái innovative idea or anything. Nhưng mà trước giờ thì cái số phận của công ty ấy luôn phụ thuộc vào founder Adam Newman là một cái charming founder và một người rất là kiểu know how to rally a crowd, là một người sell được cái idea về một cái WeWork là trở thành một cái touch point của tất cả các cái everyday life, rồi muốn mở trường, rồi muốn mở apartment các thứ ấy. Thì cái đấy nó go away bởi vì cái corporate structure của công ty nó không make sense và có nhiều scrutinize quá. Nhưng mà đấy cũng là một cái anh đấy khá là hay ở cái thị trường, mẹ không biết thị trường Trung Quốc như nào và có thể chime in, nhưng mà thị trường ở Mỹ là successful của một IPO nó phụ thuộc nhiều vào institution và public view. Institution investor thì ví dụ như là bạn là Fidelity, bạn là Vanguard, bạn làm due diligence vào một công ty pre-IPO thì bạn có thể được quyền hỏi những cái câu hỏi đấy và được quyền make a judgment là bạn có support cái IPO ấy không. Thì cái successful của cái IPO nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái investor mà đã dành rất là nhiều thời gian để evaluate các cái IPO offering khác. Thì anh nghĩ là đấy là một cái vetting process khá là hay. Thì nhiều lúc bảo regulator cũng không biết what's good. Thực ra ngay cả individual như mình cũng không biết what's good đúng không? Nhưng mà ví dụ như là go IPO ở Mỹ mà công ty mà càng có nhiều institutional holding, mà nhất là ví dụ có những công ty mà có các activist investor vào thì thường có extra boost bởi vì họ đã là những công ty mà được vetted bởi những cái veteran in the investing industry rồi. Thì unfortunately là WeWork work rất là well với VC industry, rất là love founder, nhưng mà come to that stage thì là không convince được institutional investor, những cái traditional gọi là fundamental investor. Different table, different rules. WeWork thì chính là họ không adjust được cái business model của họ. Tại vì thực ra là bây giờ cái nhu cầu về văn phòng ở nước Mỹ cũng bị giảm mà. Thì cái mô hình này nó thực sự nó không viable nữa ấy. Thì họ vẫn giữ nguyên cái mô hình đấy thì không ngạc nhiên lắm khi mà họ bankrupt. Còn IPO thì ở đâu cũng vậy thôi. Sự thành công của một IPO thì hầu hết là vẫn phải phụ thuộc vào institutional hết. Ví dụ như cái Mama Earth IPO là hơn 50% là institutional mà. Trong Đông Nam Á thì chưa có nhiều IPO thành công. Ví dụ như là Gojek, The Grab là hai bạn lớn nhất. Nhưng mà như mọi người thấy là đều không có perform tốt. Thì đấy cũng không có institutional buy-in nữa. Còn mô hình của WeWork thì nó có thể sống somewhat ở những cái nước mà không off commercial real estate không bị ảnh hưởng lắm. Ví dụ như là cái culture mà lên văn phòng ở châu Á vẫn khá là common đúng không? Nhưng mà ở Mỹ thì mọi người chỉ thấy mọi người bây giờ đang chuyển sang làm remote nhiều hơn. It's not a good business model ấy. Yeah. Nếu mà nói về commercial real estate ở Mỹ thì mọi người có thể nghe tập Only Podcast vừa rồi ấy. Có rất nhiều cái point, good point được bình luận trong cái Only Podcast vừa rồi về commercial real estate ở Mỹ. Để mà tóm gọn lại thì là mọi người có thể hình dung là nếu mà bây giờ các công ty mà muốn quay trở lại cái văn hóa là lên văn phòng làm việc ấy, thì nó sẽ tăng blow up cái operation expand là cái chi phí vận hành 10 tới tận 20%. Đâm ra là nhiều công ty bây giờ mặc dù người ta cân nhắc nhưng mà khi mà người ta thấy được cái chi phí
office nó cao như vậy, chi phí mà kiểu để quay trở lại cái culture đấy nó cao như vậy, bây giờ các công ty cũng chẳng muốn quay lại làm gì. Thì đâm ra là cái vấn đề về commercial office là những cái văn phòng cho thuê này kia ở Mỹ, bây giờ thị trường này đang khá là kiểu, cũng là một cái nhức nhối đối với cái nền kinh tế của Mỹ đấy. Tại vì thực ra là nó chiếm rất là nhiều, nó ảnh hưởng rất nhiều tới các ngân hàng. Em đồng ý với chị Bao là cũng như là cả với anh Vũ luôn, là cái mô hình của WeWork về bản chất nó chỉ là mô hình bất động sản ấy, kiểu thuyết phục được các nhà đầu tư VC, đặc biệt là SoftBank đầu tư rất là nhiều tiền vì nghĩ là nó là một công ty về tech nhưng mà bản chất nó vẫn chỉ là bất động sản thôi. Thì chắc là bad news cho SoftBank cũng như là các nhà đầu tư Saudi là vừa mất một đống tiền vào WeWork. Luôn tiện nói về failure, nói về sự thất bại thì cũng có một nhân vật khá là nổi tiếng trong năm 2022 trong thị trường crypto cũng như là trong ngành crypto là Sam Bankman-Fried hay là SBF vừa bị buộc tội cho 7 tội danh khác nhau và khả năng sẽ chịu mức án hơn 100 năm. Put in perspective là ngày xưa Bernie Madoff chịu mức án hơn 150 năm tù, cũng qua đời ở năm 2021. Thì Sam Bankman-Fried sau khi buộc tội, sau khi được jury của New York buộc tội 7 tội danh khác nhau luôn, gần như là tất cả các tội danh được nêu, thì khả năng sẽ phải đối mặt với mức án hơn 100 năm. Đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nhau nữa, ví dụ như là đôi khi tiền của nhà đầu tư, của khách hàng FTX sẽ được đền bù lại bởi vì cái sự thành công của cái deal Anthropic thì có thể giảm án. Nhưng mà consensus là bây giờ chắc là khả năng rất là cao là SBF sẽ phải dành phần đời còn lại ở trong tù. Thì qua một cái tin tốt cho ngành crypto, tại vì thực ra là at the end of the day thì SBF vẫn là một bad actor, vẫn là một người mà làm ảnh hưởng khá là nhiều tới hình ảnh của ngành crypto cũng như là kiểu kéo cả ngành crypto xuống. Trong những cái bài báo thì người ta cũng nói, thực ra là vẫn có, và tuần vừa rồi công ty em cũng tổ chức một cái event về crypto ở sàn NYSE và có rất nhiều financial institution từ Goldman Sachs, Fidelity hay là rất nhiều các tập đoàn lớn ở Mỹ, người ta đến tham gia. Người ta hiểu được cái vấn đề là về mặt công nghệ và cái tính ứng dụng của crypto asset cũng như là của blockchain đối với thị trường vốn thôi nhé, đối với thị trường capital market vẫn rất rất tiềm năng. Và người ta hiểu được là những cái sự kiện như là FTX hay là những cái dự án mà scam rồi rớt giá nó chỉ là một phần của cái quá trình innovation, quá trình phát triển. Thì em khá là tò mò là sau khi cái vụ FTX hay là vụ Sam Bankman-Fried và thị trường crypto thì trong vòng thời gian qua mọi người có thay đổi cái view của mình về lớp tài sản này không? Lớp tài sản crypto hay là công nghệ blockchain này không? Đặc biệt là ví dụ như là anh Vũ thì là PayPal cũng vừa launch stablecoin đúng không? Rồi là vào trong quá trình làm việc trong vòng nhiều năm qua nói chuyện với rất nhiều người, thì em đang tò mò là sau một thời gian dài chúng mình không có discuss về crypto thì em đang muốn nghe cái góc nhìn của mọi người về sector này. Nói chung là chị thấy bây giờ mà ai vẫn còn đang ở sector này thì phải có thick skin và thực sự là có good intention. Không nói về cái giá là Bitcoin, Ethereum thì đang lên mấy ngày hôm nay, nhưng mà chị đã thấy khá là nhiều startup crypto bắt đầu đóng cửa. Và các startup này thường là được thành lập rất là mới thôi, 2021 thôi, thành lập in peak time. Và bây giờ họ bắt đầu đóng cửa vì thực sự là không có traction, không có kết quả kinh doanh thực sự ấy. Và họ cũng có chia sẻ với chị là những cái transaction ở trên cái platform mà họ đang serve thì khá là fishy, hoặc là từ những cái nước đang bị cấm vận, hoặc là những cái money laundering transaction ấy nó khá là đáng nghi ngờ ấy. Nên là họ không muốn là tương lai lâu dài họ sẽ bị như bị đụng tới như là SBF, và họ quyết định là đóng. Thứ nhất là không có thực sự là quá mạnh về product market fit, không có doanh thu. Thứ hai là nếu có thì nó từ những cái nguồn rất là đáng ngờ. Họ track được là họ từ những cái nước mà đang bị Mỹ cấm vận ấy, thì họ cũng sợ. Chị biết một số startup cái này là thật, là họ quyết định là đóng cửa và thậm chí là trả lại tiền cho nhà đầu tư luôn, chứ không phải là do hết tiền. Với quan điểm của công ty anh thì crypto cũng luôn luôn là một factor, và we respect the industry. Và về bọn anh invest khá nhiều vào startup thì qua PayPal Ventures thì thực ra là có 3 mạng. Nó thực ra là được group vào một mạng gọi là Data Security Infrastructure của PayPal Ventures, và we respect that, và we invest in a number of crypto startup. Và như em nói thì có launch stablecoin, thực ra là công ty believe in the technology, và cũng chỉ là như Bao nói là có good intention về cái mục đích của cái technology để có thể help improve cái service của PayPal, for example, đúng không? Ví dụ như là
easiest use case của stablecoin mà complement với PayPal là remittance. Thì ví dụ như bạn là worker ở Mexico nhưng mà bạn đang sống ở Mỹ, bạn muốn gửi tiền về Mexico, thì thay vì bạn dùng ACH hay là bạn dùng các cái remittance traditional service mà take 1 đến 2 ngày, đến 3 ngày để settle, thì bạn có thể gửi qua stablecoin và settle real time. Thì những cái use case như thế thì là that's how we kind of position ourselves. Và cái bọn anh leverage là cái brand name, cũng có done market study về về là những cái công ty nào, financial services nào mà best suited để mà launch stablecoin. Thì on top là những cái công ty mà rất là được respected về mặt trust là những cái Visa, PayPal, Mastercard, right? Những công ty như thế thì thường sẽ được trusted in the market để mà launch một cái product khá là, nói chung in general thì về cái risk của stablecoin thì thực ra anh nghĩ là launch sản phẩm này nó cũng less risky, đúng không? Thì là nếu mà bạn có một cái trustworthy partner như bọn anh partner là Passos về custody thì thực ra cái risk khá là thấp mà còn ăn khá là nhiều về interest. Nói chung là cái vấn đề là educate investor, là cái đấy là cái rất là quan trọng về cái adoption hiện giờ thì khá là thấp. Thì mọi người tự hỏi là tại sao tôi phải dùng một cái new way ấy, tại sao tôi phải adopt mấy cái đấy. Thì cái đấy cần rất là nhiều thời gian và rất là nhiều trust và brand để mà adopt thôi. Nhưng mà in general thì anh nghĩ là view là be vigilant và at the same time là vẫn respect cái technology và sử dụng nó một cách đúng để mà complement cái existing service của công ty thôi. Yeah, và đây cũng là những cái mà em bắt đầu nghe được trong cái môi trường institutional ấy. Những người mà người ta có fundamental vững về mặt financial knowledge thì người ta cũng bắt đầu open mind hơn với cái công nghệ. Có nghĩa là người ta sẽ hiểu được là sẽ có những cái bad actor trong thị trường như là SBF hay là những cái dự án startup mà người ta hiểu sai về mặt công nghệ và người ta không tập trung đúng vào cái tính ứng dụng nó đang có thể gần low hanging fruit ấy, của cái ngành này. Thì trong cái team của cái event, cái conference, cái hội thảo mà công ty em vừa tổ chức thì người ta cũng đồng ý về cái vấn đề là cái công nghệ về mặt blockchain hiện tại nó sẽ best suited đối với cái thị trường vốn, thị trường capital, cũng như là đặc biệt là đối với như anh Vũ nói là remittance hay là kiểu forex ấy. Tại vì at the end of the day, bây giờ forex là một cái thị trường rất là lớn nhưng mà nó chưa có real time settlement. Nghĩa là bây giờ settlement khi mà transact giữa các đồng tiền với nhau á thì nó vẫn mất 3-4 ngày. Nếu mà bỏ qua cái vấn đề về mặt chi phí đi, cái vấn đề về transaction cost là đắt hay rẻ thì mình chưa nói tới. Rõ ràng là blockchain bây giờ rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nói về real time settlement thì bây giờ forex vẫn là một cái thị trường mà infrastructure của nó đang rất là cũ, được phát triển mấy chục năm rồi. Thì em nghĩ đấy là một cái best suited của blockchain. Vấn đề thứ hai ấy, của stablecoin như anh Vũ có nói tới là vấn đề về mặt regulation. Regulation ở đây không phải là vấn đề về là cái control, cái risk của những cái bên issuer, mà là vấn đề về mặt người dùng nữa. Ví dụ như bây giờ đặt câu hỏi là nếu mà mình muốn make cái assumption là sẽ có nhiều financial institution sử dụng cái hệ thống payment là crypto hơn ấy, thì phải có một cái cơ chế rõ ràng cho việc là làm thế nào để các công ty lớn có thể bắt đầu giữ được những cái đồng crypto hay là stablecoin này trong balance sheet của người ta. Cái này là chưa có rõ ràng trên quốc tế. Bây giờ các công ty bây giờ muốn giữ stablecoin trên balance sheet cũng không được luôn. Nó rất là kiểu khó về mặt accounting ấy. Để đâm ra là em nghĩ là nó sẽ mất một thời gian để gọi là cái cơ sở hạ tầng của crypto, của blockchain technology có thể phát triển và bắt đầu adopt được, ghi nhận cũng như là kiểu đúng, cũng như là phát triển theo một cách đúng hướng hơn. Thì em nghĩ những ngày vừa rồi thực ra là không nói về mặt giá cả về Bitcoin, Ethereum nhé, nhưng mà về mặt technology hay là về mặt fundamental thì em thấy thị trường đã bắt đầu, về mặt sector này á, đã bắt đầu rational hơn rất là nhiều. Mọi người bắt đầu hiểu được cái vấn đề và bắt đầu tập trung sử dụng cái nguồn lực đúng hơn để phát triển những cái nó đúng hơn, thay vì những cái giấc mơ rất là xa xôi, là ứng dụng rất là xa xôi, mặt GameFi, whatever. Thì just an insight, hy vọng là Valerie, chị Val cũng như là anh Vũ, PayPal cũng sẽ dedicate nhiều hơn không những vốn mà là công sức cũng như là research. Yeah, nói chung là trong roadmap thì công ty cũng sẽ plan để mà có nhiều adoption vào stablecoin hơn. Nhưng mà thực ra cái đấy một phần lý do mà mọi người hay mention về cái gọi là innovator's dilemma, là những cái công ty mà đã tạo ra những cái sản phẩm rất là perfect in the market và make rất là a lot of money from it, mà bây giờ phải tự break it down để mà adopt một cái new product, nó là một cái issue rất là lớn ấy. Thực ra là payment hoàn toàn có thể real time, đúng không? Nhưng mà bank, tại sao bank và những cái công ty legacy lại không muốn real time? Bởi vì họ muốn có thêm thời gian để mà ăn interest trong mấy cái ngày họ hold fund, họ muốn charge fees. Yeah, nhưng mà they make a lot of money from it, so like why would they want to break down the existing business model để mà adopt một cái technology mà technically sản phẩm này cost cực kỳ thấp
Và buy it later thì nó có thể giảm, mặc dù nó là một cái innovative technology nhưng mà nó lại hoàn toàn có thể break down những cái existing technology mà hoàn toàn có thể make a lot of revenue go away for a lot of legacy players including us ấy. Thế nên là at the same time thì thực ra có một cái reluctancy về institution adoption là bởi vì cái lý do đấy là hoàn toàn cái technology có thể disrupt cái business và ảnh hưởng đến là ô bây giờ thì kiểu tao có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc hold money overnight, kiểu kiếm thêm charge, kiếm thêm mấy cái đồng đấy, nhưng mà tại sao tao phải make it real time, đúng không? Thì cái convenience factor nó phải combat với cái money factor. Yeah, it's an interesting issue, nhưng mà anh nghĩ là in general thì nó sẽ là công ty phải manage cái adoption và manage cái growth của cái sản phẩm ấy. At the same time as they make sure là cái legacy product nó không bị eat into it too much. No, just want to share là năm nay chị cũng có làm một deal về crypto nên là cũng đâu phải là stay away from the industry đâu. Mà chị nghĩ là cái monetization của các bạn crypto startup vẫn là một vấn đề. Em đồng ý, tại vì thực ra là rất là nhiều người người ta nói về cái crypto user ấy, nhưng mà với em thì thực ra phần lớn crypto user bây giờ phần lớn là speculator và investor chứ không phải là user. The real user là kiểu những người mà người ta dùng blockchain để người ta chuyển tiền internationally. Thì em biết một vài người rất là thường xuyên dùng những cái đấy, thì với em đấy mới là user. Thì thực ra là bây giờ cái câu chuyện về mặt user của on the blockchain chưa nhiều, và khi mà cái số lượng user chưa nhiều thì monetization model nó hơi struggle trong một vài năm, và phần lớn bây giờ vẫn là infrastructure. Thì em nghĩ là những người mà người ta đánh vào retail ấy sẽ rất là struggle. Thực sự là với em tin là những người mà người ta đang đánh vào retail ở trong ngành crypto ấy sẽ struggle trong một vài năm tới. Nhưng mà những người mà người ta làm về mặt infrastructure crypto này kia đôi khi sẽ là hứa hẹn nhiều hơn trong nhiều năm tới. Industry thì bright side là em nghĩ là bây giờ mọi người đang rational hơn rất là nhiều và tập trung vào infrastructure và những cái mà nó thực sự mang lại giá trị cho người dùng hơn rất là nhiều, hay là so với trước đây chỉ là tạo ra một cái model, tạo ra một cái bức tranh rất là đẹp xong rồi để bán và duy trì cái tính speculate, tính gamble trong thị trường. Anh nghĩ là có real use case và bây giờ là cái time để mà mọi người prove cái use case này nó có dùng được trong real không, thì như anh mentioned remittance, ngoài ra thì còn hoàn toàn có thể big potential trong gaming, bạn mua bán transaction sản phẩm trong game, sử dụng transaction trong game hoàn toàn có thể dùng stablecoin để transaction trong game. Thứ hai là ngoài cái mấy cái mảng international transfer thì ngoài ra kiểu trading, trading cũng là một cái mảng mà hoàn toàn có thể sử dụng stablecoin. Nhưng mà kiểu they come down to like adoption and sales and make sure là people believe in product rồi. Nó là về mặt risk, tại vì bây giờ nếu mà hai cái stablecoin lớn nhất thị trường là USDC và USDT ấy, bây giờ mọi người vẫn chưa kiểu fully comfortable holding it ấy, without like worrying about the risk. Thì rõ ràng những cái risk đấy thì nó phải proven over time, và ngay cả ví dụ như là những blockchain lớn tuổi như là Bitcoin, Ethereum. Bitcoin thì là 10 mười mấy năm, 13 năm, 13 14 năm tuổi. Ethereum 9 năm, 8 năm gì đấy đúng không? Thì những cái hệ thống đấy nó vẫn phải cần thời gian để proven cái security của nó, và càng ngày khi mà mọi người càng an tâm về việc mà nắm giữ những cái stablecoin hay những cái tài sản nằm trên những cái blockchain, những cái network lớn như thế, thì em nghĩ dần dần thị trường mọi người sẽ bắt đầu dùng nhiều hơn. Còn bây giờ ngay cả em đi, nếu mà em cầm stablecoin lâu quá em cũng lo, thì thì em nghĩ là phần lớn người dùng average thì người ta cũng chưa thoải mái lắm để sử dụng những cái network đấy. Nhưng mà là làm sao để prove được nó safe khi mà có cái SVB incident nó prove rằng là stablecoin nó không safe. Silicon Valley Bank sau khi là Circle có big exposure về cái custody deposit của USD vào SVB USDC bây giờ vẫn vẫn work, vẫn an Vẫn toàn. work, nhưng mà nó đấy thì cái đấy là cái flaw in the system là bạn bảo là deposit tiền vào vào custody vào một cái bank khác, nhưng mà cái bank ấy hoàn toàn có default risk ấy. Đúng rồi, thì nó cũng là same thing là khi mà anh gửi tiền vào ngân hàng thôi đúng không? Thì cái câu chuyện ở đây là khi mà đối với những cái tài sản trên blockchain ấy, nó là cái câu chuyện về chức năng redemption, nghĩa là miễn là cái tài sản đấy nó vẫn cho anh convert về lại cái đồng tiền hoặc là qua đây vào tài sản gì đấy, và cái function đấy nó still operate over years, kiểu 10 năm, 20 năm gì đấy, thì mọi người sẽ dần dần kiểu comfortable hơn. Thì fundamentally ngay cả đồng USD đúng không, trước đây cũng là cái redemption function của nó vẫn là mọi người phải đổi được sang vàng thì mọi người mới tự tin dùng USD at the beginning.
nhưng mà over years thì kiểu 20-30 năm bây giờ mọi người quên luôn cái function đấy, và mọi người chẳng bao giờ, bây giờ chẳng ai hỏi là nếu mà mình cầm một cái tờ tiền đô la thì đổi được sang cái gì ấy. Mọi người dần dần theo thời gian ấy, thì về mặt lý thuyết thì mọi người sẽ dần dần quên được cái vấn đề đấy khi mà mọi người comfortable hơn và cái thanh khoản của cái tài sản đấy trên thị trường nó sẽ cao hơn. Long topic nhưng mà yeah, đó là cái fundamental thesis của cái industry này. Cảm ơn mọi người đã tune in với tập này. Hy vọng mọi người cũng có thể gain được rất là nhiều insight ở rất là nhiều topic khác nhau, từ social media, Elon Musk, X, cho tới xe, sản xuất xe, manufacturing, tới IPO, cũng như là công nghệ, national defense hay là an ninh quốc gia, cũng như là crypto. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong tuần sau. Cảm ơn chị Vào, anh Vũ đã dành thời gian. Hẹn gặp lại mọi người tuần sau. Happy anniversary for What Vietnam Podcast. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Forward Vietnam Podcast một năm qua rất là nhiều, cũng như mọi người ủng hộ rất là nhiều về mặt tinh thần, những cái tin nhắn hay là những cái comment của mọi người để lại cho tụi mình cũng là một cái động lực rất là lớn. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong, vẫn được gặp lại mọi người trong vòng một năm nữa. Và đây là một cái project tụi mình làm on the side, nhưng mà cũng long shot sẽ... Yeah, cũng hy vọng là sẽ duy trì được trong một khoảng thời gian nhiều năm. Đúng rồi, gặp mọi một năm nữa là kiểu hy vọng là nhiều năm. Long yeah, shot, long shot kiểu, lâu hơn là nhiều năm đúng không? Kiểu cái community nó càng ngày càng lớn hơn, chất lượng của podcast nó càng ngày càng nhiều hơn. Và maybe in the future hire a CEO được nhờ in podcast. Never know, right? Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.